Rosil đã phục vụ cộng đồng tại Nam Cali hơn 100 năm. Rosil có nhiều đất đẹp không đâu sánh bằng. Xin quý vị cho chúng tôi được cố vấn miễn phí về việc lo hậu sự cho người thân của quý vị. Rosil phong thủy tuyệt vời, trăm năm yên nghỉ muôn đời yên tâm. Xin gọi ngay để được cố vấn tận tình. 844-399-5973, 844-399-5973. Chào các cô, các bác và các bạn đang xem chương trình Talk Show của đài VBS 57.6. Thì các quý vị đang xem chương trình, các quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh đằng sau lưng của Chánh rất là đẹp. Và mình sẽ tìm hiểu coi cái hình ảnh là nơi nào. Thì xin mời anh Chánh Trần là đại diện của Rosil lên để giải thích cái hình này như thế nào. Dạ, xin mời anh. Dạ, dạ kính thưa quý khán thính giả, lại một lần nữa là Chánh Trần của Rosil lại được tiếp chuyện với anh Chánh Trần của VBS. Anh Chánh Trần VBS đã giới thiệu bắt đầu cái talk show hôm nay bằng cách là giới thiệu quý vị một trong những góc cạnh của Rosil là chúng tôi là có đồi núi bao la, có phong thủy tuyệt vời. Và chúng tôi chính tại trong Rosil cũng có một đàn nai luôn, đàn nai chạy trong đó luôn, là wildlife luôn, là dạ dạ một cái đàn chứ không nai, phải là mình nuôi, không phải là đàn nai hoang dã, có nai mẹ, nai con chạy trong đó, và cũng có những đàn chó cũng chạy trong đó nữa, chó hoang dã. Thành ra Rosil rất là rộng, thành ra nhưng mà phong cảnh rất là đẹp như quý vị thấy trên màn ảnh. Chúng tôi rộng là 1.400 mẫu và rộng lớn gấp 20 lần cái nghĩa trang của chúng ta ở vùng Lero Sài Gòn. Chúng tôi có 21 cửa ra vào và chúng tôi vẫn thường nói đùa, chúng tôi có một cái cổng số 22, đó là cái cổng đó là cái cổng để lên trời, rất là gần với trời, bởi vì chúng tôi rất là cao quý vị, trên đồi núi rất cao. Anh Chánh có thể giải thích là dịch vụ của Rosil và dịch vụ anh đang làm cho công ty Rosil là cái dịch vụ gì? Tại vì có một số khán giả họ bị miss những cái chương trình khác đó, họ vẫn chưa biết, họ nghe Rosil nghĩa trang đời hồng nhưng mà họ không biết là mình cung cấp những cái service gì, anh có thể nói rõ hơn. Cảm ơn anh Chánh Trần VBS. Dạ kính thưa quý vị, cái lý do mà hôm nay Chánh Trần có mặt trên đài để hầu chuyện với quý vị là chỉ để là muốn phục vụ quý vị và tình nguyện là một người cố vấn cho quý vị và gia đình, một người cố vấn hoàn toàn miễn phí để khi nào mà quý vị có suy nghĩ về vấn đề một mai tôi sẽ qua đời thì sẽ như thế nào, có nên đem rải biển, nên chôn cất, hoặc là giá cả như thế nào và lo trước như thế nào, thì đó là Chánh Trần đến đây để xin tình nguyện là cố vấn về hậu sự cho quý vị. Đó là mục đích chính. Còn quý vị không cần phải mua bán hay là gì hết, chúng tôi chỉ là tâm niệm là để nhắc nhở mọi người là cái tầm quan trọng là lo trước chuyện hậu sự như thế nào. Và có lẽ quý vị không biết bắt đầu từ chỗ nào, thì chúng tôi xin quý vị bóc cái điện thoại, gọi cái số điện thoại trên màn ảnh, hỏi anh Chánh Trần, tôi có thấy anh trên đài VBS, bây giờ tôi phải làm gì, anh có gì để khuyên tôi không, thì Chánh Trần lúc nào cũng sẵn sàng là phục vụ quý vị tận tình và xin lặp lại là hoàn toàn miễn phí. Vâng, quý vị nên nhớ ha, giống như hồi nãy anh Chánh Trần Rosil có nói là chúng ta nên lấy cây viết và tờ giấy ghi liền cái số điện thoại của Rosil, thì quý vị cứ gọi trực tiếp nói là tôi muốn nói chuyện với anh Chánh Trần hay là tôi muốn nói chuyện với cái người counselor nói tiếng Việt Nam, thì lúc nào cũng có nhân viên nói tiếng Việt Nam trực cái số điện thoại này để trả lời những cái trường hợp mà quý vị muốn đặt câu hỏi. Thì anh Chánh cũng được biết là anh cũng làm ở đây cũng vài năm và anh có rất nhiều thân chủ á, thì anh có thể cho một lời khuyên á, tại vì thật sự nói vấn đề hậu sự bản thân Chánh cũng có mẹ thì Chánh cũng nghĩ vấn đề đó, nhưng mà giống như là tâm lý nhiều khi mình muốn shop around, mình muốn gọi chỗ này chỗ kia, mình hỏi giá cả rồi mình tham quan mà thật sự rất mất thời gian. Khi mà đi đến một cái nơi mà tham quan trước có thể mất ít nhất là phải hơn nửa ngày luôn đó, thì anh có thể cho lời khuyên trong cái trường hợp này mình xử lý như thế nào? Cảm ơn anh Chánh Trần của VBS.
anh có nhắc lại một chữ thứ nhất là shop around. Shop around. Dạ. Dạ thưa quý vị ơi, tôi đây là một chuyện mà tôi đã chứng kiến, là trong khi đó là ông bố mất thì có mấy đứa con còn trong tuổi trung niên, thì những cái anh đó đó là thích là shop around, tức là lên internet coi giá mình coi những cái service này trên internet luôn, coi giá cả. Nhưng mà cái thời gian shop around của mấy ảnh đó quý vị, là thường thường nó mất từ 1 tuần cho tới 10 ngày. Trong khi đó đó, để ông bố á, nằm trong cái hộp tủ lạnh của nhà thương đó là từ 1 tuần tới 10 ngày. Mà cái tủ lạnh trong cái hộp trong nhà thương đó, vì là có nhiều người nằm trong đó rất nhiều rồi, nó có bao nhiêu vi trùng trong đó rồi, tới hồi mà đem ông bố về đó, mấy con vi trùng á ăn dạ, really? Ăn wow. Đại khái ăn là cơ thể là, của là, ông bố luôn. Dạ, đại khái là cái dạ, tôi không có dám nói những danh từ nặng như thế, nhưng mà lúc đó là cái xác nó không có còn trong cái tình trạng nguyên vẹn nữa. Vì vậy tôi rất là đau xót khi mà thấy các con shop around tốt chức đó, shop around tức là chữ dịch chữ Việt là đi dò giá đó. Vâng. Thì tốt nhất là quý vị nên lo trước cho quý vị, và để khi nào mà có chuyện hậu sự xảy ra thì đúng cái nhà quàng mà quý vị muốn đó đến lấy cái xác đem về tắm rửa sạch sẽ và ướp cho nó tươi và nó đẹp. Thứ nhất là làm đẹp, còn đừng có để phút chót mấy đứa con đó, nó đi dọ giá, quý vị nằm trong đó rất là không có tốt cho cái xác của mình quý vị. Và vì vậy tốt nhất là quý vị nên lo trước chuyện hậu sự cho quý vị. Quý vị không có cần phải mua cho Rosil hay là mua cho chúng tôi, nhưng mà tốt nhất là quý vị nên lo trước. Và nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc nên gọi cho Chánh Trần. Chánh Trần xin tâm niệm với con tim của mình là để trả lời và giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị và tiết kiệm cho quý vị được ngân sách về vấn đề lo hậu sự. Vâng. Yeah. Khi mà hồi nãy anh đề cập đến giá thì Chánh muốn hỏi anh liền là thật sự là nhiều người coi biết Rosehill là nghĩa trang Đồi Hồng là cung cấp những cái dịch vụ về nhà hoàng hậu sự, nhưng mà hầu như là chưa ai biết cái giá cả, cái price range nó như thế nào. Anh có thể giải thích sơ để mọi người biết nắm rõ thêm. Cảm ơn anh Chánh Trần VBS đã hỏi cái câu hỏi này, vì đó là một cái cơ hội cho tôi được giải oan. Bởi vì chúng tôi mang một cái tiếng oan đó là Rosehill là rất mắc, chỉ là dành cho rất nhà giàu thôi. Nhưng mà sự thật là không có đúng như thế. Đồi núi Rosehill rộng bao la, cả mấy ngàn mẫu đất, và hàng năm chúng tôi khai thác cả mấy chục mẫu đất mới. Thành ra có loại đất có đủ kiểu, đủ cỡ hết. Thành ra bây giờ giá, thực tế giá là bao nhiêu? Thì chúng tôi xin thưa, hiện giờ trong tháng 7 này chúng tôi có một cái lô đất gọi là đất hướng về phương Nam. Phương Nam tức là South View, South là Nam, View là hướng. Thì cái đất đó đó là hiện giờ đó là chúng tôi đang được bớt 20%, và giá cả một miếng đất mới vùng đất phương Nam chỉ có là 6.080 đồng và sử dụng cho 2 người. Tức là nếu quý vị chia đôi ra là chỉ có hơn 3.000 một người, nói đúng là 3.040 đồng một người thôi. Với giá đó thì tôi nghĩ là có thể quý vị không có tìm được trong các nghĩa trang xung quanh đây. Và đó, xin cảm ơn anh, chúng tôi không có mắc lắm đâu quý vị, chúng tôi có đủ giá đủ cỡ hết. Yeah. Chính rất là nghiêng khi mà nghe anh nói cái giá mà chỉ có 6.000 mấy, thế thì mình thanh toán như thế nào, một lần hay là mình có trả payment nhiều lần được không anh? Dạ, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi này. Thì thường thường đó là quý vị có thể trả góp 3 năm, 5 năm, 7 năm, và tùy theo cái chương trình mà khuyến mãi. Giống như có nhiều khi tháng rồi chúng tôi cái chương trình trả góp á, là chỉ có 0.9% thôi, nhưng mà quý vị ơi, tiền lời của chính phủ đã bắt đầu lên và Rosehill cũng theo cái hướng đó mà lên, cho nên giá đất bây giờ tiền lời nó đang lên tới 1.9%, cho nên quý vị cố gắng
mua đất càng sớm càng tốt, bởi vì để càng lâu thì tiền lời, cái phân lời đó nó sẽ tăng. Và cho nên quý vị nên lấy một cái hẹn để đi xem, và quý vị không cần mua gì cả, để đi xem cho biết và sau đó về nói chuyện với con cháu. Vâng, và cái rất cảm ơn anh Chánh. Bây giờ Chánh đã clear, giống như hiểu rõ về cái phần giá cả, Chánh cũng an tâm rồi. Thế thì ngoài cái phần giá cả thì không biết Rosil có những cái lợi thế gì để quý khán giả hay là khách hàng xung quanh họ chọn để họ làm việc với là Rosil? Dạ, cảm ơn đã hỏi câu hỏi này. Sự thiệt đó, Rosil khác với tất cả những cái cơ sở mà lo việc hậu sự, nói chung đó là, nói nôm na là nhà hoàng đó, là vì phẩm chất phục vụ của chúng tôi đó là chú trọng đến phẩm chất phục vụ hoàn hảo, và chúng tôi bảo đảm sự hài lòng của quý vị 100%. Nếu quý vị không hài lòng mà quý vị khiếu nại đó, thì ban quản trị sẽ quyết định và có nhiều khi là phải làm cho đúng ý quý vị. Còn nếu không đúng ý của quý vị đó, thì chúng tôi có nhiều khi cũng phải là hoàn lại một số tiền chẳng hạn. Đó là chỉ là một thí dụ thôi. Thành ra chú trọng phẩm chất phục vụ hoàn hảo và bảo đảm sự hài lòng của người tiêu thụ. Và ngoài ra là chúng tôi có một câu thơ của Rosil là Rosil phong thủy tuyệt vời, trăm năm yên nghỉ, muôn đời yên tâm. Quý vị mua đất của Rosil là con cháu sẽ được phong thủy tốt, làm ăn tốt, về sau sẽ học hành thành công, và biết đâu chừng có người sẽ làm thành tổng thống của nước Mỹ nữa. Vâng. Cảm ơn anh Chánh đã cung cấp những thông tin, và sau cái phần này Chánh nghĩ là các quý vị đã nắm rõ Rosil làm công việc gì, giá cả như thế nào, service ra sao và phong thủy tuyệt vời. Thì Chánh rất thích đề tài phong thủy, thì hy vọng lần sau Chánh mời anh Chánh lên sẽ nói về cái phong thủy có lợi như thế nào cho gia đình của mình, nếu mà gia đình mình chọn Rosil là cái nơi mà an táng cũng như là lo hậu sự cho gia đình. Dạ, nếu quý vị đến tôi khán giả không ạ? Dạ, quý vị đến tôi sẽ chỉ quý vị con rồng nó nằm ở chỗ nào trong đất Rosil. Vâng. Quý vị nên nhớ ha, chúng tôi có để số điện thoại của Rosil trên màn hình đó, quý vị cứ gọi vào, và nếu mà mình không có điện thoại mình có thể lấy cây viết và tờ giấy mình ghi số điện thoại lên. Và chúng tôi xin phép dừng tại đây, và hy vọng xin hẹn quý vị một dịp khác. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị. Rosil đã phục vụ cộng đồng tại Nam Cali hơn 100 năm. Rosil có nhiều đất đẹp không đâu sánh bằng. Xin quý vị cho chúng tôi được cố vấn miễn phí về việc lo hậu sự cho người thân của quý vị. Rosil phong thủy tuyệt vời, trăm năm yên nghỉ, muôn đời yên tâm. Xin gọi ngay để được cố vấn tận tình. 844-399-5973, 844-399-5973.